Vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh, nên học đại từ, nên học đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh, nên học pháp không quên mất, nên học tánh luôn luôn xả. Vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh, nên học trí nhất thiết, nên học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh, nên học tất cả pháp môn tam ma địa, nên học tất cả pháp môn đà la ni ngày thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu học đạo bồ tát như thế học tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh trong đó còn không có một niệm nhỏ có thể nắm bắt được. Huống là có niệm sắc niệm thọ tưởng hành thức. Huống là có niệm nhãn xứ niệm nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Huống là có niệm sắc xứ niệm thanh hương vị xúc pháp xứ. Huống là có niệm nhãn giới niệm nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Huống là có niệm sắc giới niệm thanh Thanh hương vị xúc pháp giới huống là có niệm nhãn thức giới niệm nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới huống là có niệm nhãn xúc niệm nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc Huống là có niệm các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, niệm các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, huống là có niệm địa giới, niệm thủy hỏa phong không thức giới, huống là có niệm nhân duyên, niệm đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, huống là có niệm vô minh, niệm hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, huống là có niệm bố thí ba la mật đa, niệm tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa huống là có niệm pháp không nội niệm pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự time huống là có niệm bốn niệm trụ, niệm bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, huống là có niệm thánh đế khổ, niệm thánh đế tập diệt đạo. Huống là có niệm bốn tịnh lự, niệm bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Huống là có niệm tám giải thoát, niệm tám thắng xứ, chín định thứ đạn, mười biến xứ. Huống là có niệm tất cả pháp môn tam ma địa, niệm tất cả pháp môn đà la ni. Huống là có niệm pháp môn giải thoát không, niệm pháp các môn giải thoát vô tướng vô nguyện huống là có niệm bậc cực hỉ niệm bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân